Rồi em xin chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm mà em sưu tầm. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là loa trung nha anh em. Có mấy con loa chép nhỏ nhỏ kìa, có phân tầng nha. Và đây em có hai cặp loa trả lời của JBL. Thì ngày hôm qua em có đăng cặp thì bán rồi nha. Nay em khui lên tiếp cho anh em mình hai cặp nữa ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đó. Có nhiều bác không có xài Zalo á, cho nên là mấy bác yêu cầu là lên clip tiếp theo ha. Đó. Còn anh em nào mà có dùng Zalo thì cứ nhắn Zalo em gửi hình, anh em ok thì em chốt em gửi hàng luôn nha. Đó. Rồi ok. Thì đầu clip thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là này em có mấy con loa chép nhỏ nè ha. Đó, loa chép xe hơi nha. Em có hai cặp à. Đó. Cái này lúc trước em bán nè, nhưng mà để làm sao á, nay em dọn phòng cái lòi ra được mấy chiếc. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó, loa chép của xe ô tô nha anh em ha, xe hơi á. Đó, đây. Loa có đường kính là nhỏ xíu à anh em. Để em đo cho anh em mình xem nha. Đường kính là nó 3 phân á, nhưng mà cái con của nó cũng tầm cả 2 phân rưỡi nha anh em ha. Cái con của nó cũng tầm cả 25 á. Con nó to lắm, từ neo nha anh em, từ neo. Em nghĩ bên trong con nó có dầu nha, thì những cái dòng này đa phần á là sẽ có dầu bên trong con, tại vì dòng lô của xe hơi đa phần sẽ có nha. Đây em có mấy chiếc là không nở tháo ha, và có nhiều tham chiếc cho anh em mình xem nữa nha. Đây nó có dây nè ha, dây ga là dây bạc nha, dây xịn nha anh em. Giá 250.000 một cặp nha, 250.000 một cặp nha anh em. Đó, đây anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó, đây em còn chiếc lẻ nè, anh em nào mà chế chiếc lẻ thì liên hệ với em nha. Đó, một cặp là 250.000 nha anh em ha. Đây em có hai cặp bằng chiếc lẻ ha, anh em nào mà ưng thì liên hệ để em cho anh em mình xem lại cái lo này ha. Này tại vì nó dính chút xíu bụi á, này lao là ra là màu đen rất là đẹp nha. Đó, thì mặt lo nó có hình tam giác và hình tròn ha, là cái điểm nhấn khá là đẹp nha. Đó, lo zin nguyên bản nha anh em, mấy cái này hư bỏ chứ không ai sửa đâu, anh em yên tâm, hàng zin nguyên bản nha. Rồi ok, đây em có phân tầng anh em ha. Phân tầng này thì nó sử dụng cho lo cây nha anh em ha. Nó lo full, nó lo full bắt đôi thì anh em mình có thể sử dụng để mà đánh với lại những cái lo công suất ha, hoặc là những cái lo cây gia đình đâu cũng được nha anh em. Bộ này thì nó đánh hai bát nha, hai bát mà hai chép thì anh em mình có thể đánh một bát một chép luôn cũng được nha. Còn nguyên bản của nó thì nó đánh tới tận hai bát hai chép lận ha. Thì cuộn xe của nó rất là to anh em ha, cuộn xe bát này đánh rất là to đó. Và tụ cũng to luôn này ha, con này con chống trái chép nè đó. Xe của bên chép này ha, nó tụ trở và cái xe bát này rất là to luôn ha. Bộ này thì nó đánh là hai bát hai chép anh em nha, hai bát hai chép đó. Anh em mình đánh một bát một chép luôn cũng được nha. Đó, đây con bộ này là dạng nó đánh công suất nha anh em ha. Đó, anh em nào mà có mấy cái lo mà đánh khỏe khỏe tí rước mấy bộ này là đánh khỏe ru luôn ha. Đó, đây dây dắt là còn nguyên bản hết nha anh em ha. Thì tín hiệu đầu in là nó sẽ hai sợi màu đỏ và màu đen ngắn này ha. Còn màu đỏ màu đen bốn sợi này là ga bát này ha, hai đen là vô âm của hai bát, hai đỏ là vô dương của hai bát nha. Còn sợi màu vàng và màu xanh bên đây là ga hai chép nha. Anh em mình lắp một chép cũng được và anh em mình lắp hai chép cũng được nha. Đó, anh em mình lắp một chép thì lắp hai nha, hai cộng màu vàng và màu xanh, hai cộng bìa này nè đó ha. Còn em nào mà lắp một lắp luôn hai chép á thì anh em mình lắp hai sợi này và hai sợi này nha. Đó, còn em nào mà lắp một chép á thì anh em mình lắp sợi xanh này và sợi xanh này nha. Còn hai sợi này anh em mình bịch lại là được ha. Đó, còn bát cũng vậy, anh em mình đấu một bát thì đấu hai cộng này ha, còn anh em nào mà đấu hai bát thì đấu hết ha. Đó, rồi ok, một bát hai bát gì cũng được nha anh em. Đó, còn một chép hai chép gì cũng được luôn, chép thì bao anh em mình đánh luôn ha, chép kèn chép giấy chép đơm gì thoải mái luôn. Đó, rồi ok, giá 800.000 một bộ nha, 800.000 một bộ. Và đây em có hai cặp loa trung nha anh em ha, hai cặp loa trung hàng xịn sò nha anh em. Đó, đường kính là 15 cm nha, đường kính là 15, loa trung nha anh em. Con này là loa trung nha, em mới vừa khui hôm nay luôn ha, hàng zin nguyên bản nha, zin nguyên bản tháo thùng ra, thép từ 7 màu đẹp keng nha. Rồi thì tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cặp loa trung nha, em mới vừa khui trong chiều nay nữa ha. Thì loa này là loa trung nha anh em, loa trung nha, không phải là loa bass ha, loa tiếng trung á, tiếng lời á. Anh em nào mà đang cần loa trung để mà karaoke nghe nhạc đồ thì liên hệ với em ha. Đó, con này thì anh em mình lắp vào thùng nha, thép từ thì thép từ 7 màu, bọc từ nha anh em. Bên trong là em nghĩ sẽ có là hai từ nha, đó, bọc từ. Đây, hàng zin nguyên bản nha anh em, thép từ 7 màu ha. Thì mấy cái này tháo thùng ra thì nó có đôi chút vết này ha, nó không ảnh hưởng gì nha anh em. Màng nói chung là lo đẹp ha, mặt lo không lủng không rách ha, con zin, đó.
Con này trợ kháng là 4 ohm nha, công suất thì không có ghi, nhưng mà mấy con này thì công suất cũng tầm chừng 30-40W gì đó, thì anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke, nghe nhạc, xem phim trong gia đình đâu. Anh em mình có thể đấu tụ hoặc đấu qua phân tầng nha. Đây em có hai đôi nha anh em. Em có hai đôi đó. Đây mấy này nó có dính hèn tí nè, không sao ha. Đó. Đây. Nói chung là login anh em nha, login có hai cặp nha. Đó, đây là chiếc thứ ba nha. Khá là đẹp ha. Đó. Rồi ok, đây em có hai cặp. Giá là 800.000 một cặp nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó. Hàng zin nguyên bản nha, zin nguyên bản. Có mấy cái vết tháo thùng ra thì nó có vết lại tí ha. Anh em nào mà lấy hai cặp luôn về lắp làm lo trung đôi luôn là tiếng trung tuyệt vời luôn. Karaoke là nhẹ bưng luôn nha. Đó. Đây. Hàng zin nguyên bản nha anh em, hàng zin nguyên bản ha. Đó, giá 800.000 một đôi, em có hai đôi nha. Đó. Này lâu lâu mới có hàng thôi chứ không có nhiều đâu. Anh em nào mà ưng thì nhanh tay ha. Và bên đây thì em có hai đôi lo trả lời nha anh em. Đó, một đôi là màu đỏ nha anh em. Đôi này là đôi màu đỏ. Đó, nâu đỏ nha anh em, nâu đỏ ha. Con này là mặt lưới đen nha, mặt lưới đen, tem đỏ ha. Đó, và đây nó có hình giác khá là đẹp. Để em đo đường kính cặp màu nâu đỏ này trước cho anh em mình xem nha. Đường kính chiều ngang game nó là 14 năm ha. Chiều sâu là 13 mấy đó, 13 rưỡi đó nha. Chiều cao là 22 nha, chiều cao là 22. Lo rất là đẹp nha anh em, hàng zin nguyên bản nha, zin nguyên bản. Đây nó có anh em mình cái móc treo này ha. Ở đây. JBL nha, CS100. Con này trở kháng là 8 ohm nha, công suất là 50W anh em ha. Đó. Và đây chính là cái cụ loa bên trong nha anh em, JBL ha. Đó, cái này là hàng zin nguyên bản nha. Đó. Đây. Con này nó còn mùi thơm ha, còn mùi thơm tại thùng cái thùng kính. Mùi thơm nhẹ ha. Dây này sử dụng dây dẻo và khá là to luôn. Đó, và đây là một con loa chép nha, và đây là một con loa toàn giải tầm cỡ 12 13 gì đó nha anh em ha. JBL hàng xịn sò nha. Đó, em khui ra để cho anh em mình xem cái cũ lo ha. Đó. Thì tí nữa em sẽ lắp lại sau. Cặp này giá 1.700.000 nha anh em. Đó, giá 1.700.000 cặp này, cặp màu đỏ nha, nâu đỏ. Anh em mình mua hàng thì nói rõ cái màu giùm em ha. Nói chung hai màu này thì chất âm nó như nhau. Khi anh em mình mua hàng thì nó chênh lệch á. Chắc âm hai con này thì chênh lệch cũng không có nhiều đâu, nghe không kỹ thì cũng không phân biệt ra đâu nha. Đâu anh em, tại vì sử dụng cấu hình lo giống nhau á ha. Đó, sử dụng cấu hình lo giống nhau. Đây nha. Thì bên đây con này cũng đường kính tầm cỡ chừng 12 13 gì đó nha, và một con lo chép nằm ở phía trên ha. Con này là JBL 1820 ha. Con này chắc 8 ohm ha. Đó, cũng USA hàng xịn sò nha. Đó, đây cũng có móc treo cho anh em mình luôn. Để em đo kích thước cái con màu đen này cho anh em mình xem nha. Con màu đen này thì tem đồng nha anh em, tem đồng. Đó, này dính dơ. Cái này vệ sinh ra nha, dính bụi gì đó. Đường kính chiều ngang của em nó là 14.8 nha. Chiều sâu là nó hơn 13 tí nha anh em, hơn 13 tí. Còn chiều cao là 23 nha. Đó, đây. Rồi ok, để em quay luôn cái thùng này cho anh em mình xem. Tí nữa em sẽ đóng ốc sau nha. Này gỡ ốc ra cho anh em mình xem tạm ha. Đó. Rồi ok, đây chính là thùng lo còn lại nha. Giá chiều 7 đôi, hai đôi này bằng giá nha. Anh em nào mà ưng thì liên hệ với em ha. Rồi ok, thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình, và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.